Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với kênh tin tức 24 giờ TV. Chúc quý vị sẽ có những phút giây trải nghiệm thật tuyệt vời cùng chúng tôi và đừng quên nhấn vào nút đăng ký kênh và bật chuông thông báo để nhận được những tin tức mới nhất, nóng nhất được cập nhật mỗi ngày quý vị nhé. Ngay bây giờ đây mời quý vị và các bạn cùng đến với tin tức về tin tức showbiz nổi bật nhất trong ngày. Song song ly hôn, Trấn Thành nói tôi buồn quá, buồn rất nước mắt, tim như ngừng đập. Mới đây, dư luận được phen xôn xao trước thông tin cặp đôi vàng của làng giải trí Hàn Quốc, Song Hikyo và Song Junki chính thức ly hôn sau 2 năm chung sống. Thông tin này được rất nhiều người quan tâm, trong đó có Trấn Thành. Trong một clip hậu trường quay lại, cảnh Trấn Thành đang ngồi chờ ghi hình cùng với anh Tú Tiến Luật Vinh Châu được đăng tải mới đây, nam danh hài vô cùng sốt sắn trước sự kiện này. Anh nói, tôi và những người đàn ông đã có gia đình đang ngồi bàn bạc với nhau. Từ sáng tới giờ, tôi nghe nói sông Hikio và sông Junki trong hậu duệ mặt trời chia tay nhau. Tôi buồn quá, buồn rớt nước mắt, tim như ngừng đập. Sau đó, Trấn Thành tỏ ra tò mò và cố gắng tìm hiểu nguyên nhân ly hôn của sông Hikio anh tú thấy thế liền lên mạng tìm thông tin và vô tình đọc được một bài báo với tựa đề song hikio đã chính thức lên tiếng về việc ly hôn trước thông tin này trấn thành cảm thấy khá bối rối ngó hẳn về phía anh Đức và hóng tin, còn hỏi lên tiếng thì biết là lên tiếng rồi, nhưng lên tiếng như thế nào? Anh Tú cố gắng đọc nội dung của bài báo cho Trấn Thành nghe, nhưng anh nóng ruột tới mức không đợi được, cho anh Tú đọc lâu và tự tìm thông tin. Từ vụ việc đi hôn của sông Hikyo, Trấn Thành nhắn gửi tới công chúng, mọi người cố gắng yêu thương nhau đi, cuộc đời đâu có bao nhiêu đâu mà hưởng hợp với nhau. Sau đó, Trấn Thành còn nói xấu Harry Quân với hội bạn bè của mình. Anh tố chuyện ngủ ngáy của Harry Quân trước mặt mọi người, ngồi ở hậu trường có cái này tôi không dám nói bây giờ tôi mới dám nói có lần tôi và vợ đi tôi công tác với nhau tôi đang nằm ngủ im ái thì nghe tiếng trột trột nghe như tiếng máy cày tôi thắc mắc không hiểu ai đang mở máy cày thì ngó sang kế bên thấy vợ tôi đang ngáy ngáy rõ to mọi người cười vì lên làm không được tôi nghe tiếng vợ gáy mà xỉu người ta thì bảo vợ anh gáy lớn quá em làm không được mà không dám làm mạnh sợ bà ấy dậy không những vậy, Trấn Thành còn tiết lộ chuyện Harry Quân ngủ say tới mức, nói mê trong đêm. Anh nói đúng 4 giờ sáng hai vợ chồng tôi còn đang ngủ say, Harry Quân bỗng nhiên ôm chặt tôi. Tôi tưởng Harry Quân bị làm sao, bỗng nhiên Harry Quân bật người nói mơ. Thưa quý vị và các bạn thân mến, mời quý vị và các bạn đến với chương trình Người bí ẩn. Tôi nghe xong muốn xỉu luôn. Tự hỏi không biết ai là người bí ẩn. Tôi thấy vợ tôi khùng quá. Sau khi Trấn Thành tiết lộ chuyện Harry Quân ngủ ngáy, rất nhiều khán giả tỏ ra lo lắng cho anh vì sợ Harry Quân sẽ xem được clip hậu trường này. Ít biết cuộc đời Song Hye Kyo đã đi qua hai cuộc ly hôn, một lần chứng kiến cả tuổi thơ, một lần tự mình nếm trải. Cuộc đời Song Hye Kyo đã đi qua hai cuộc ly hôn, một lần là được chứng kiến và một lần cô đã phải tự mình nếm trải. Song Jong Ki và Song Hye Kyo ly hôn, mọi sự chú ý đổ dồn vào từng hành động và biểu cảm, thậm chí là cả quá khứ của cặp đôi. Đáng chú ý câu chuyện gia đình tan vỡ của chính gia đình Song Hye Kyo hồi bé không khỏi khiến công chúng đau lòng, nhiều người cho rằng mỹ nhân vạn người mê này chịu ảnh hưởng không ít từ cuộc hôn nhân không hạnh phúc của cha mẹ và kể cả khi tìm được tình yêu và ôm giấc mộng về một happy ending, cô cũng không thể nào thoát khỏi hai chữ chia ly. Chương trình Star Talk Show của TV Johnson đã từng đào sâu vào gia đình Song Hee Kyo. Sinh ra trong tình trạng vô cùng đáng lo, sức khỏe yếu, bệnh tấn nghiêm trọng đến mức cha mẹ và các bác sĩ nghĩ rằng cô không thể qua khỏi. Nhờ phép màu kỳ diệu, Song Hy đã hồi phục và lúc đó cha mẹ đăng ký giấy khai sinh cho cô ngày 26 tháng 2 năm 1982, thay vì sinh nhật ngày 22 tháng 11 năm 1981. Cha mẹ của Song Hy vốn là bạn thời trung học và sau đó kết hôn khi còn vụng dại, năm họ mới 18 tuổi. Cả hai lấy dị khi cô còn nhỏ nên Song Hy Kiều phải về sống với ông, được ông nuôi để khi mẹ ruột có thể đủ sức lo cho cả hai mẹ con. Song Kyo sau đó chuyển về sống với mẹ, lang bạt từ Daegu đến quận Gangnam, Seoul. Tại đây Song Kyo được đào tạo như một vận động viên trượt băng nghệ thuật ở trường tiểu học nhưng đã đột ngột từ bỏ đam mê vào năm lớp 8. Chính vì hoàn cảnh và môi trường thay đổi liên tục, Song Kyo trở nên nhút nhát và hướng nội. Tất nhiên cô bé họ Song lúc đó cố gắng hòa đồng nhanh chóng với các bạn, trở thành con người hoàn toàn khác nhờ cách dạy dỗ của mẹ và cha dượng. Cha dượng là người chăm sóc Song Kyo như một người cha ruột luôn chỉ bảo cô và tham dự đầy đủ những giờ học phụ huynh, cùng cô vượt qua thời kỳ khó khăn nhất khi không có bạn bè trên ghế nhà trường. Mẹ đã rèn cho Song Kyo tính tự lập để cô bé có thể sống tốt nếu một ngày mất mẹ. Giáo sư cố vấn gia đình Lee Ho Sun tiết lộ, mẹ của Song Kyo đã dạy cô cách để tồn tại mà không cần có mẹ ở bên, dạy cô nấu ăn, tự mình ăn uống từ nhỏ. Có lẽ chính vì vậy, Song Kyo đã có được tính cách mạnh mẽ, tự lập, tìm đường gây dựng sự nghiệp hoành tráng như bây giờ. Cũng có lẽ vì vậy mà tính cách quá mạnh của Song Hy Kyo ảnh hưởng chính các mối quan hệ tình cảm của cô. Từ Lee Byung Hun, tài tử Huyên Bin cho đến Song Jong Ki, ba mối tình đều đi vào lối mòn vì khác biệt về cách sống và tính cách. Trong buổi phỏng vấn với chương trình Drinking Interview vào tháng 10 năm 2011, Song Hy Kyo miêu tả bản thân như người cô độc, như một người mẹ và sáu chú chó. Trải qua mối tình, cô ngậm ngùi chia sẻ rằng, tôi có thể nói rằng hai mối quan hệ câu khai trước đây ảnh hưởng đến tôi rất lớn. Năm nay tôi 30 và việc có hai mối tình không có gì là to tát. Nhưng chỉ vì tôi là người nổi tiếng, nó bỗng trở thành chủ đề nóng. Và tôi rất buồn khi thấy chuyện tình cảm của mình trở thành chủ đề bàn tán. Sau khi tiết lộ mối quan hệ đó, tôi bỗng bị đánh giá là người chỉ chăm chăm hẹn hò và điều đó làm tôi khó chịu. Nhưng thời gian đã trôi qua và tôi không còn buồn bã nữa. Ngay bây giờ công việc của tôi là bản thân tôi hạnh phúc và tôi có quá nhiều việc phải làm trong tương lai đến nay khi kết thúc cuộc hôn nhân kéo dài một năm tám tháng song hikio lại tiếp tục dựa vào bế tắc với chuyện tình cảm ở độ tuổi không còn xuân xanh đây là điều đáng buồn với một người phụ nữ có trong tay tất cả nhưng nhìn lại chẳng có bờ vai ấm áp để dựa vào không ít người cho rằng người phụ nữ giỏi và phụ nữ quá mạnh mẽ đôi khi chịu thiệt thòi về đường tình duyên câu này có thể đúng phần ít phần nhiều đối với trường hợp của song hikio vừa đẹp vừa giỏi lại vừa gai góc Loạt dấu hiệu báo trước việc ly hôn của Song Hikyoo và Song Yong Ki Trước đó cả Song Yong Ki và Song Hikyoo đều có nhiều động thái cho thấy cuộc hôn nhân có trục trặc. Quý vị và các bạn thân mến, đám cưới của Song Yong Ki và Song Hikyoo là một trong những sự kiện được mong chờ nhất trong năm 2017. Tháng 10 năm đó, Song Hikyoo chính thức trở thành cô dâu tháng 10 và nhận được nhiều lời chúc phúc của bạn bè, người thân, đồng nghiệp. Sau đám cưới nức tiếng của giới K-pop, cuộc sống hôn nhân của cặp đôi vẫn luôn nhận được nhiều quan tâm từ công chúng. Xuất hiện tin đồn ly hôn từ tháng 2 năm 2019 Từ tháng 2 năm nay, tin đồn Song Yong Ki và Song Hee Kyo gặp trục trặc hôn nhân đã được giấy lên. Dù công ty quản lý của cặp đôi đã lên tiếng phủ nhận, nhưng ngày 25 tháng 6, Song Yong Ki đã chính thức đệ đơn ly hôn Song Hee Kyo lên tòa án khiến fan không khỏi ngỡ ngàng. Đến giờ, nhiều fan mới phát hiện ra cặp đôi Song Song đã sớm có dấu hiệu dạn nứt. Sau đám cưới, cặp nhẫn cưới của vợ chồng Song Yong Ki là một trong những đề tài được quan tâm khá nhiều. Nhẫn cưới của Song Yong Ki và Song Hee Kyo không hề cầu kỳ mà được thiết kế đơn giản nhưng vô cùng tinh tế và sắc sảo. Thế nên, cả hai thường xuyên diện chúng trong các sự kiện. Cho đến thời gian gần đây, khi tin đồn ly hôn được lan truyền rộng rãi, thì fan mới phát giác cả hai không còn thường xuyên đeo nhẫn cưới nữa. Chính chi tiết này khiến người hâm mộ lại càng có thêm lý do để nôn nóng, lo lắng và sốt sắng cho mối quan hệ của cặp đôi ngôi sao. Tuy nhiên, về phía chủ nhân của đôi nhẫn, vẫn chưa có xác nhận thông tin chính thức nào. Song Hikyo xóa ảnh trên Instagram Thời điểm đó, truyền thông Trung Quốc cũng đồng loạt đưa tin về nghi vấn ly hôn của cặp đôi Song Hikyo xóa hàng loạt ảnh liên quan đến đời sống cá nhân trên Instagram. Ngay sau đó, phía công ty quản lý của cả hai nghệ sĩ đều cho biết tin đồn này là giả và sẽ không trả lời bất cứ thông tin nào liên quan đến việc ly hôn một lần nữa. Song Yong Ki bị đồn ngoại tình Thêm vào đó, Song Yong Ki ngoại tình là một lần nữa khiến cộng đồng mạng được fan xôn xao. Một trong hai người đồn là Tiểu Tam có bạn thân của Song Hee Kyo. Cô là stylist từng hợp tác với người đẹp hậu duệ mặt trời tại nhiều sự kiện. Song Hee Kyo không có mặt trong sinh nhật mẹ chồng. Ngày mùng 6 tháng 5 vừa rồi là sinh nhật của mẹ Song Yong Ki, nhiều người hy vọng Song Yong Kyo và Song Yong sẽ cùng có mặt để chúc mừng sinh nhật mẹ. Thế nhưng trong bức ảnh mà anh trai Song Yong chia sẻ trên trang cá nhân lại không hề có sự góp mặt của nàng dâu Song Hee Kyo. Song Yong ngập ngừng khi nhắc đến vợ. Đứng trước tin đồn ngoại tình, Song Yong vẫn không lên tiếng giải thích mà tập trung cho dự án phim mới nhất. Trong buổi họp báo phim Astro Chronicles, Song Yong cũng đã nói về mối quan hệ của anh và Song Hee Kyo thay đổi như thế nào sau khi kết hôn. Song Yong Ki nói trong buổi họp báo ra mắt bom tấn Arsenal Chronicles ngày 28 tháng 5. Vợ tôi vốn là fan của đạo diễn và biên kịch bộ phim và cô ấy cũng từng cùng tôi tham gia một bộ phim truyền hình từ lâu. À không, khoảng 3 năm trước. Cô ấy cũng liên tục động viên rằng hãy tập trung và làm tốt từ đầu đến cuối bộ phim nhé. Nhờ vậy mà tôi nhập vai được tốt, Lời chia sẻ ngập ngừng của Song Yong Ki về bộ phim cách đây 3 năm cho thấy dường như cả hai chẳng còn quan tâm đến tin tức của nhau nhiều. Cặp đôi Song Song đã dọn ra khỏi nhà chung. Truyền thông Hàn Quốc cũng đưa tin, cặp đôi này vốn đã dọn khỏi tổ ấm chung, nhà tân hôn trước đây nhiều tháng. Cặp đôi Song Song đã mua một căn biệt thự siêu sang ở Intewon để chuẩn bị cho cuộc sống hạnh phúc. Tuy nhiên giờ đây, căn nhà này đã bị bỏ trống suốt một thời gian dài. Hàng xóm cũng tiết lộ về cặp đôi này cùng căn nhà tân hôn. Chúng tôi hay đi đổ rác ở đường tại khu phố này, nhưng chúng tôi không thấy rác được bỏ ra ngoài cổng nhà của Song Yong Ki và Song Hee Kyo lâu rồi. Fan cũng đã nhanh chóng nhận ra dấu hiệu này trên trang cá nhân của Song Hee Kyo. Trước đó vào ngày 23 tháng 6, cô đã đăng tải dòng trạng thái Xin chào, chúng ta đi thôi. Thế nhưng chẳng ai để ý đến dòng trạng thái này cho đến khi tin ly hôn chính thức được đưa ra. Xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi video. Nếu thấy video hay thì hãy like, share và đừng quên nhấn vào nút đăng ký kênh ở góc bên phải màn hình để nhận được những tin tức mới nhất thú vị nhất bị cập nhật mỗi ngày của quý vị nhé. Còn bây giờ, xin thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý khán giả trong các bản tin tiếp theo.